bên một sau này, cái này là AB, này là bên cần ngầu súc. Rồi bây giờ để em test cho anh em xem ha, để máy lên. Để anh sẽ hướng dẫn anh cách sử dụng nè. Cái này cần gài gài thế nè, giờ mình muốn hạ xuống là mình hay gạt xuống đó nè. Đó anh em thấy không nè, em gạt xuống là cái đầu của mình nó hạ xuống nè đó. Còn cái này em nâng lên á, nâng lên là nó sẽ cầm cái lên. Chào tất cả anh em nghe. Thì hôm nay kênh cơ khí vlog em sẽ quay cho anh em xem em đã tuốt nó lại anh em. Nó thì test xong là ok rồi anh em. Bây giờ em quay chi tiết là em test em tuốt nó lại, tuốt nó hoàn thiện lại tất cả hết nha anh em. Thì bây giờ em quay chi tiết cho anh em xem luôn. Đó đây. Isaki 6.500 nha anh em. Đó. Đây là mặt sau của cầu nè anh em. Em sơn phết lại hết rồi. Đó, sơn nói chung màu thì không giống màu riêng đâu nha anh em. Sơn thì mình đâu sơn giống màu riêng nó được. Đó, mình sẽ sơn khác. Đó, thì em sơn mâm vỏ luôn nè. Thấy không? Chi tiết luôn. Lắp. Hộp số. Cho bác đây nha anh em. Số. Thì cái này là lắp nó không xoay luôn anh em. Chạy là lắp không xoay luôn. Em có chế một cái bộ ngắt cầu không xây luôn, ngắt cầu bằng nhớt luôn nha anh em. Đó, thì để hồi em quay cho anh em xem. Đây, gắt dữ luôn, khủng long bảo chúa. Đó, khủng long bảo chúa nha anh em. Chạy thấy thương lắm anh em, xuống sình nó chạy thấy thương lắm. Đó, anh em thấy không? Chị biết luôn, mắt trâu nha anh em, trâu trà bá luôn. Trâu sẽ bá luôn anh em, thừa lứ luôn. Trâu này sau hư được anh em. Thường thường nó bị hư mất trâu này nè anh em. Mà này con trâu sẽ bá này sao hư nổi. Quá thầm hố. Thì cái xe này là em đã lên cho cái cầu trước này là cầu trước IFA L5. Đó. Cái vỏ thì em đi vỏ DGC nè anh em. Vỏ thì vỏ 11 trừ 2 trừ 20. Còn cái mã QG luôn anh em. Mã QG mã code gì nè. Quá dữ luôn. Cái này là xe của ông anh bên Bình Phước nè. Đó, mang cho em lên cầu trước đi pha. Thì sẵn sơn mâm em có sơn luôn cái mâm cho anh luôn. Nó đẹp luôn. Thì cái này còn gắn thêm một cái gầu súc nữa nghe anh em. Gắn thêm một cái gầu súc lật nữa. Thì để chút xíu em gắn xong gầu súc lật rồi em quay cho anh em xem tiếp ha. Thì bây giờ em chỉ cho anh em cái này nè. Cái này là con cốc gài cầu trước nè anh em. Ngắt cốc này ra là nó không xoay lắp luôn anh em. Ngắt trong đây. Không xoay lắp luôn. Ngắt cốc này bởi xài bằng nhớt anh em. Nhớt. Gài vô. Sẵn là chỉ với ông anh Minh Bình Phước luôn. Đây nè anh, đây là phá lại nè, phá nhớt lại nè. Mình mở này ra. Nó mở này ra là nó sẽ gài vô. Nó gài vô nha anh em. Ý lộn, cái này mình mở ra vậy là nó xả ra nè anh em. Gài vô vậy nó mới vô nè, đúng rồi, gài vô vậy là nó mới vô nè, nó ngược với người ta. Kết hợp đó là cái này là cái thắng tay anh em, mà em đã chế đó là cái chế nó lại là cái gài cầu trước của cái hộp số chỗ này nè anh em. Đó, gài cầu trước của hộp số. Thì anh em đợi em xíu để em gắn cái súc lật lên rồi quay tiếp cho anh em xem ha. Hi, mến chào tất cả anh em nghe. Thì hôm nay kênh cơ khí vlog em đã gắn cho nó xong cái gào súc rồi anh em. Gào súc lật cho ông anh ở Bình Phước á. Rồi bây giờ em sẽ quay lại cho anh em xem. Đó, thì bữa em có lên cầu rồi.
Thì bây giờ em sẽ quay lại cho anh em xem là em đã test cầu rồi. Bây giờ em test cầu xúc đây nè, em gắn cầu xúc vô nè, kết hợp cầu xúc nó vô nè. Xúc này xe không có thì bây giờ mua về gắn vô. Đây, bộ điều khiển nó nằm đây, cần ở đây. Nhưng mà em làm đã hoàn chỉnh rồi, rồi sẵn quay rồi test cho ông anh bên Bình Phước biết cách sử dụng luôn nha. Tức là quay xong rồi vừa quay cho anh em xem, rồi quay cho ông anh ở Bình Phước biết cách sử dụng luôn. Đó, chỉ ông anh bên Bình Phước cách sử dụng luôn. Đó, cần này rất là hầm hố nghe nè, quá dữ luôn, cần cho bá lửa luôn. Đó, thì cầu đây, cầu bên em chế rồi, test cho anh em xem rồi ha. Cái này em quên là ấy ta, mình lấy đầu gắn vô đây, em dính đây. Vậy là gì, bó chì gầy cầu nhớt anh em. Ừ, quá dữ luôn. Đó, giờ bây giờ em sẽ lên em test. Bữa em test cầu rồi, bây giờ em sẽ test cầu xúc nè nè. Test cho anh em xem, tham khảo rồi có làm thì alo cho em qua số điện thoại 0352 074 002 hoặc là số điện thoại 0389 062 090. Đó, thì đây là túp lô đồng hồ của cái xe Isuzu 6,5. Đó, thì bây giờ em sẽ test cho anh em xem là vô cần ra cần sẵn chỉ giúp anh luôn. Đây là bộ điều khiển tay lái của nó nè anh em. Đó, thì cái xe này là nó có nhớt, nó có đường nhớt nó đi 2-3 tầng rồi anh em. Cái tầng này nè, sẵn chỉ của anh Bình Phước luôn nè. Anh ơi, cái này là AB này á, là nó kết hợp cho gào súc nè anh. Đây nè, AB này là gạch hết lên trên đây á, là gào súc. Vậy anh N này á, là mo, là nhớt không có hoạt động nha anh em. Nha anh em, rồi còn ở dưới đây là AB dưới đây á. BA là ngược lại, có nghĩa là bên cái ti này. Đó. BA là bên ti này, còn AB là bên AB là bên gạo súc nha nè. Đó. Thì mình gạt xuống đây N này là nó không hoạt động được gạo súc nè. Cũng không hoạt động được ấy luôn, cũng không hoạt động được cái gì hết. Nói chung là nó phá nhớt anh em. Còn mà cái này là bên mọt sau nè, trên đây là AB này là bên cần gạo súc. Rồi bây giờ để em test cho anh em xem ha. Để máy lên. Để anh sẽ hướng dẫn anh cách sử dụng nè. Cái này cần gài đó nè. Giờ mình muốn hạ xuống là mình hay gạt xuống. Đó nè. Đó. Anh em đó, anh đâu? Nè, em gạt xuống là cái gào của mình nó hạ xuống nè. Đó. Còn cái này em nâng lên á, nâng lên là nó sẽ cầm cái lên. Gạt ngược lại là ốp cầu vô. Đó. Đấy chưa? Rồi gạt xuống. Gạt xuống là giờ anh gạt xuống là nó sẽ hạ cầm này xuống. Đó. Quá dữ luôn. Bảo chúa quá dữ, cái gào này cũng bự lắm nha anh, gào này xúc khoảng 500 kg cát mà chà phá luôn. Đi sau cây 6,5 máy đi. Rồi thì em quay cho anh em xem rồi hướng dẫn anh cách thao tác ti gào rồi. Thì hôm nay em đã làm hoàn thành rồi. Rồi cho anh em xem tham khảo ha. Anh em có nhu cầu mà review cái gì đó thì cứ alo cho em qua số điện thoại 0352 074 002 hoặc là số điện thoại 0389 062 090. Đó. Thì anh em có nhu cầu mà làm thì cứ alo cho em 24/24 nha anh em.
Isaki 6,5 ông anh bên Bình Phước, chế cầu gắn ti gầu súc đã hoàn thành. Đó, thì clip hôm nay của em tới đây thôi. Anh em xem có thấy dài quá thì anh em hãy gắn xem hết clip của em, thì em đã cảm ơn anh em rất là nhiều rồi. Tại vì clip hôm nay vừa quay chế cầu vừa quay gắn quà gắn gầu nó thì nó rất là dài. Thì anh em xem hết được clip của em thì em rất là cảm ơn anh em. Rồi, clip của em hôm nay tới đây thôi. Xin chào tất cả anh em. Chúc anh em một ngày tốt lành.